làm nhiều bộ truyện về đô thị trọng sinh rồi. Bây giờ làm phế vật tu tiên nhé. Bộ này là hỗn độn đan thuật. Bộ này cũng rất hay. Các anh em hãy theo dõi bộ truyện này cùng mình nhé. Bạn nào chưa like đăng ký kênh thì nhớ like và đăng ký kênh nhé. Có các bạn rất là nhiều. Linh Họa Quyết. Cổ Vân, nhường phòng tu luyện ra đây. Cút ra đây. Cút tới phòng tạp dịch. Không tự mình nhìn lại mình xem có tác dụng gì. Đừng có chiếm phòng tu viện giáp đẳng của chúng ta. Ngươi còn có mặt mũi lại đây. Hôm qua ngươi là tạp dịch rồi. Tạp dịch thì phải tới phòng của tạp dịch. Từng là huynh đệ của nhau. Đại sư huynh, ta vô dụng, lãng phí thời gian của huynh. Nếu là sư huynh huynh đệ với nhau thì đâu có chuyện lãng phí. Ba chữ đại sư huynh này, ngươi nghĩ dễ gọi lắm à. Đại sư huynh, ngươi nghĩ là mình vẫn là thiên tài nhất giai? Đại sư huynh, Cổ Vật, Lý Mục Tà cảm ơn ngươi năm đó đã dạy dỗ, nhưng bây giờ ngươi còn không bằng đệ tử nhập môn. Đúng thế, mặc kệ ngươi bệnh hay là tàn, ở thành Dân Sơn kẻ yếu chính là kẻ có tuổi. Đại sư huynh, yếu thì có tuổi, không sao, bên này sẽ khỏi nhanh thôi. Theo ta còn ở lại thành Sơn Môn làm gì cho mất mặt, thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi. Đuổi khỏi sư môn. Đại sư huynh, nhớ quê thì có tội gì, vì sao lại đuổi ra khỏi sư môn? Ta quản giáo không nghiêm, có phạt thì phạt đi. Ta vốn một lòng hướng thiện, kết quả cuối cùng lại bị bắt nạt. Bởi vì phù văn này khiến ta từ thất giai tụt xuống nhất giai, trở thành kẻ yếu ớt bị người người bắt nạt. Sỉ nhục hắn như vậy mà hắn vẫn còn cười được, có biết liêm sỉ hay không vậy? Kiến mà đòi cười vôi, đúng là ân phần thiên mà. Này, đừng có nói như vậy chứ. Không chờ ngày mai sẽ tốt hơn, phải cho người ta thời gian tiếp nhận sự thật chứ. Lâu sư huynh, bái kiến lâu sư huynh. Cổ Dần, ta đã nghĩ ra cách thầy cho ngươi rồi. Ngươi giao phòng ra đây, ta kiếm cho ngươi một công việc nhàn nhã có được không? Được, ngươi có cốt cách. Có điều, bây giờ ngươi chỉ là một tên tạp dịch. Ta nghĩ ta có tư cách tìm một công việc cho ngươi đỡ nhàm chán. Tạp dịch Cổ Vật, ngày mai tới dược vườn bảo danh, chỗ đó rất tốt đó. Hắn muốn đuổi cùng với tọn ngươi. Trời, lần này hắn gặp đen rồi. Trưởng lão ở dược vườn tính tình cổ quái, trừng phạt nghiêm khắc, chưa có ai ở đó mà được quá 3 tháng. Những tạp dịch tới đó đều không có năng lực, vì thế vị trưởng lão này thường trực tiếp đuổi ra khỏi sư môn. Hắn vẫn còn dám cười. Đừng có tức giận, chắc chắn là bị dọa cho ngốc rồi. Ai mà vì đó là luyện đan sư, địa vị cao hơn tông chủ. Cổ Vân nếu như không ược ở lại đó, Cổ Vân phen này gặp rắc rối rồi. Không ai bảo được hắn nữa rồi. Khi nào nghĩ rõ ràng thì quỳ tới cầu xin ta. Đi. Cổ Vân chỉ là tu luyện thật thôi, không cần thiết phải tức giận với lâu sư huynh. Đúng thế, dùng cái phòng này đổi lại 8 tiếng thì còn có một công việc nhẹ nhàng, ngươi cũng được sống tốt hơn. Nhân tình như tờ giấy mỏng, môn phái này đã tàn phá ta. Bị đuổi đi như vậy trở về nhà thì sống được bao lâu chứ? Đưa tới cái này, 3 năm nay không ngừng tiêu tốn linh lực của ta. Nếu không phải người hại ta thì sao ta lại có kết cục như thế này chứ? Nuôi người 3 năm cũng đủ rồi, cút đi. Hả? Đây là... Ủa? Đây là đâu vậy? Đi là đâu? Mới vào thôi mà chuyện này cũng khá giống đấu phá thư khung nhỉ? Anh em xem cốt truyện có đúng hay không?
ta vừa định chạy, lẽ nào ta đã chết rồi? Tiểu tử đừng có nghĩ linh tinh, đây không phải là không gian hỗn độn của bản thần tôn. Ai vậy? Ta không phải là người, đừng có sỉ nhục ta. Không còn biết ngươi là thần hay quỷ, ngươi định làm cái gì? Lần này ngươi nói đúng rồi, ta là thần. Này, nghe ta nói đã. Này tiểu tử, ngươi dám động tới thần ấn của bản tôn, nếu tình ngươi không biết, ta tha cho ngươi đó. Lẽ nào thần ấn chính là cái này? Tư vi của ta giảm xuống là vì nó. Đúng thế, hấp thu linh lực của người là phúc mà phong ấn bàn cho người đó. Còn biết thuật độc tâm, ngươi có biết mình sắp chết rồi không? Linh lực của ta đã khô kiệt rồi. Thì ra là tại vì ngươi ăn ký của ta. Nếu không phải tình hình của bản thần tôn đặc biệt, cái chút linh lực của ngươi ta còn không thèm để vào mắt. Nhưng mà ngươi nên tu luyện nhiều hơn một chút, đúng là không đủ. Ngươi trộm tu vi của ta còn nói lý, trả tu vi lại cho ta, ta có chết cũng không làm nô lệ cho ngươi. Hay, đúng là không biết điều. Bản thần tôn là kiên nghiên thần tộc, ngươi làm nô lệ cho ta là vinh dự của ngươi rồi. Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi, có giống cái khúc gỗ màu vàng không? Có giỏi thì ra bản lĩnh thần tôn xem. Hay, ta gặp phải đại kiếp vẫn lạc, nên phải tốn bao nhiêu năm ngày tháng mới tạo lại thần cách. 3 năm trước lớp ta mới tỉnh dậy, thì chỉ có thể chọn người có tư chất phù hợp nhất để làm thần nô. Tư Long dạy 800 trượng tuổi thọ 3 vạn năm, có thể thôn phệ vạn vật. Đây là giao thú, tân là bà ngon, mục như huyền nhật, độc mục phá sinh tử. Bây giờ những gì người đã nghe thấy, nhìn thấy chỉ là một vòng thường hải, lấy nào người hy vọng cả đời này, cả đời đều ở thiểu niên thế giới này. Ngươi chỉ còn cho ta một chút linh lực, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tư thế khổ hải. Nếu ta có phục nhanh, thì ngươi sẽ càng được ngắm nhìn thế giới sớm hơn. Chứ dù ngươi không có nhu cầu, thì người nhà của ngươi, bản thể thân thích của ngươi, họ không có ai có suy nghĩ ra khỏi thế giới này sao? Không phụ kỳ vọng của bọn họ, ngươi lấy đi. Ủa? Sẽ có người làm thần nô cho ngươi, những người đó không phải ta. Ta đã nói như vậy rồi, ngươi cũng đừng che mặt nữa. Ở chỗ ta làm gì mà chịu khổ? Bà kiếp, đúng là thiên tài, ta thấy ngươi càng ngày càng vừa mắt rồi đó. Cút, không muốn nói lần thứ hai. Ta chỉ cần nâng cao linh lực, đến chỗ nhà khác mà kiếm cơm đi. À đúng rồi, cái tên Lô Thiên Đỉnh đó không tồi đâu. Hay, đừng mà, cái gì thì từ từ nói, thiên phú của ngươi tốt nhất ở đây. Cái này ta hiểu rõ, ta đã theo ngươi 3 năm rồi. Ngươi một nhà sao phải phũ phàng như vậy? Thế này đi, không phải lúc trước ngươi là linh lực giả thất toàn ư? Để cảm ơn khách hàng mới, ta đã bị ưu đãi giúp ngươi khôi phục lại tu vi, để ngươi nhanh chóng đạt đến võ liên cảnh giới. Hả? Nói xem. Chuyện đã qua thì cho qua đi, không nên tính toán làm cái gì. Bây giờ mới thực sự bắt đầu đây. Hả? Ngươi còn định tính toán với ta? Ngươi lại là loại rác gì? Bởi vì thì mày nói bây giờ mới là bắt đầu. Linh lực lúc trước của ngươi coi như là nhập cổ đông đi. Từ giờ trở đi ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu còn yếu ớt, ngươi có việc tiêu diệt ta. Nếu như ngươi bằng lĩnh đó thì, nếu ta khổ công tu luyện sắp đặt đấy linh sư cảnh, bị ngươi rút hết thì sao? Đây là không gian hỗn độn của ta. Không khí ở đây là khí hỗn độn từ thời khai thiên lập địa, chất lượng hơn gấp ngàn lần linh lực. Tất cả linh thảo, linh mục ở đây sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Ta cho ngươi tùy ý hái được bồi dưỡng, trong 1 năm chắc chắn sẽ đạt đến linh sư cảnh. Ồ, thế nào? Nếu ngươi cho ta quyền hạn phò tá, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện hơn gấp đôi. Ngươi còn đợi cái gì nữa? Còn không mau thề cho ta, để thần ấn của ta nhập tức hải của ngươi. Có phải khi ta đồng ý thì thần ấn hải của ta mới vào được thức hải? Đúng thế. Không gian hỗn độn có phải cũng chỉ có người đồng ý thì ta mới được vào? Chuyện này
Hai chuyện này khác nhau phải không? Ngươi cho ta vào và ta cho ngươi vào là hoàn toàn khác nhau đúng không? À, có gì thì từ từ thương lượng. Được, ta biết rồi. Ta sẽ mở không gian hỗn độn cho ngươi. Chỉ cần ngươi tâm ý nhất động thì có thể ra vào tự do. Đợi thần lực của ta khôi phục thì ta sẽ siêu dọn ngươi làm thần nô, hoặc trực tiếp xử lý ngươi, giết trừ hậu họa. Đồng ý. Dập tay từ giờ ra đi, chúng ta là bằng hữu. Úi, nhất định phải giết ngươi. Ủa, ngươi đi đâu rồi? Lưu Thiên Bỉnh, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trừ khi... Ủa, ngươi đang làm cái gì vậy? Đại bá, sao ngươi lại tới đây? Phê vật, ngươi làm mất mặt cổ già quá. Ngươi còn dám hỏi ta? Năm đó cổ già đã cho ngươi vào thành sừng một như thế nào, để bây giờ trở thành một tên tạp chủng? Ngươi có xứng với chúng ta không? Đại bá, là ta học nghệ không tinh thông, luyện công xảy ra sự cố, có điều bây giờ đã tốt rồi. Xin đại bá chuyển lời cho phụ thần và các vị trưởng bối. Không lâu nữa, ta sẽ khôi phục lại tu vi, trở về vị trí cũ. Muốn khôi phục tu vi? Ngươi nằm mơ à? Lần này tới là ta hy vọng ngươi chủ động rút khỏi thanh sơn môn, tiện thể nối giúp người anh trai ta Cổ Danh, để nó thay ngươi gia nhập thanh sơn môn. Chuyện của Cổ Danh ta đã khấu cầu truyền công sư túc, nhưng có được gia nhập thanh sơn môn hay không thì phải xem hắn. Còn ta quyết không rời khỏi thanh sơn môn. Nếu ngươi không còn là đệ tử nhập sơn nữa thì thanh sơn môn cũng không cho phép một gia tộc có hai người nhập môn. Ngươi định bỏ chiếm vị trí cao trong tộc, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì sẽ bị đuổi ra khỏi Cổ gia. Đuổi ra khỏi Cổ gia? Ta không phải là con trai bá, sao bá có thể đuổi ta? Bá phụ, phụ thân ta sẽ đồng ý sao? Hôm qua phụ thân ngươi đã bị tước bỏ vị trí trưởng lão, bây giờ tộc trưởng là Cổ Phi Long ta. Cái gì? Phụ thân ta? Cổ già tốn bao nhiêu năm công sức mới đưa người tới thành sơn môn bồi dưỡng thành tài, ngươi lại báo đáp như vậy, đúng là sỉ nhục. Ngươi nghĩ hắn không có trách nhiệm ư? Đừng trách ta không trách cổ già, có trách thì trách người quá kém cỏi. Nửa đời sau cố gắng làm việc cho cổ già, sống cuộc sống yên ổn, đừng nghĩ những việc không xứng với ngươi. Ta phải về gặp phụ thân. Về ư? Ngươi không gặp được phụ thân của ngươi nữa, bây giờ hắn đang ở Phì Lự Thiền Lao làm khách. Đối với lão già ngon cố như hắn, chỉ có dùng cách này mà khiến hắn tỉnh táo lại. Ngươi suy nghĩ đi, nếu không ta sẽ đưa ngươi đi gặp cha hắn. Các ngươi dám cấu kết với Phi Lưu Cẩu? Phi Lưu già là thu tộc hàng trăm năm của cổ già. Hai đại gia tộc này tranh chấp tứ thường vô số, huyết hải thâm thù. Còn Phi Thiên Lâu chính là nơi xảy ra cho cổ già tử lao trăm năm, vong hồn thiền ký. Linh lực của phụ thân là cũ dày, lai là trường lão sao có thể dễ dàng bắt được lấy nào? Cổ Phi Long các người đã làm chó cho Phi Lưu gia, hãm hại cha ta. Cha ngươi vốn dĩ có tội, nếu không bắt cha ngươi tới Phi Lưu chịu tội thì cổ gia sẽ vì thế mà gặp tai ương. Hôm qua mới bị trách khỏi siêu môn, cổ gia cách đây hàng trăm dặm, các người hành động cũng nhanh thật. Vậy thì đã sao? Ngươi suy nghĩ cho kỹ, đừng có đi vào xì đổ của cha ngươi. Cổ Phi Lộc, ngươi được lắm, dập bắn đứng cha ta, lấy nào còn lo tiền đồ của ta. Sợ là chưa về tới cổ gia thì đã bị vào Phi Thiền Lưu lao trước rồi. Sẽ có ngày ta sẽ khiến tất cả những kẻ đồng mưu của các người hối hận, khiến cho các người vạn kiếp bất phục. Phế vật chỉ là phế vật, ngươi không đi cũng được. Chỉ cần cổ dành thông qua thử thách, đương nhiên ngươi sẽ cút khỏi thành sơn môn. Bây giờ ngươi cứ luyện khấu đầu trước đi. Chết tiệt, Cổ Phi Lộc. Ai vậy? À, Cổ sư huynh. Tiểu hầu tử. Cổ sư huynh, xảy ra chuyện rồi, ta giúp huynh thu tập hành lý rồi huynh chạy đi. Đừng vội, có chuyện gì thì từ từ nói.
Lưu Thiên Bỉnh đăng ký cho sư huynh tham gia sát hạch nhập môn. Hắn muốn hại chết huynh, huynh mau chạy đi. Ồ, thì ra là đợi ta đây. Chú ý bọn chúng là trong sát hạch, giết chết trước mặt mọi người. Cổ sư huynh, chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm ra. Lần này huynh nhất định không được tham gia sát hạch. Yên tâm đi, ta biết phải làm gì rồi. Tới Linh Thảo Viên chơi đã. Thanh Sơn Môn, Linh Thảo Viên. Tưởng Quang Đạo chấp quản Thanh Sơn Môn Linh Thảo Viên, vị luyện đan sư duy nhất có thực lực luyện sư cảnh. Người này không có ai ra gì, đối xử với đệ tử rất nghiêm khắc. Chỉ cần có một chút sơ suất liền bị đuổi ra khỏi dược viện, thậm chí là đuổi ra khỏi sư môn. Ngươi chính là tiểu tử bị gọi là phế vật. Đệ tử Cổ Vật tới nghe Thượng Hoàng Sư Túc Sài bảo. Rất tốt, cũng là kỳ hữu chút về lệnh lực, chắc là tốt hơn lũ phế vật tạp dịch kia. Chắc ngươi đã nghe nói qua. Ta không cần biết lúc trước ngươi là người như thế nào, không cần biết ngươi bảo ngươi tới đây. Chỉ còn ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ trọng thưởng, nhưng nếu có sai sót gì thì ta sẽ không tha cho ngươi. Đệ tử nhất định sẽ gấp hết sức hoàn thành công việc được giao. Ở đây có 500 hạt giống linh thảo. Trong vòng 3 ngày, ngươi dùng linh lực khiến chúng nảy mầm. Nếu như thiếu một hạt thì cự mình cút khỏi thành sự môn. Được rồi, ngươi đi đi. Một chiếc bình nhỏ mà chứa linh dược linh thảo nào đó, cùng với một cuốn sách ghi chép cách kích thích nảy mầm của linh thảo. Vốn định tìm cơ hội kiếm chút linh thảo đem về không gian hỗn độn, không ngờ lại được phát đại lễ bào. Vậy thì thử xem. Cái này cũng lợi hại quá. Giờ thì ngươi tin ta rồi chứ, tiểu tử? Bản tận tôn có chi bảo, chỉ còn tới chút linh lực của ngươi. Phải nhắc nhở ngươi, không được cho bất kỳ ai vào trong không gian hỗn độn. Soi xét là tội, ngươi hiểu đạo lý này chứ? Đã ta thần tôn đã nhắc nhở, ta sẽ giữ bí mật này. Đợi đã. Chúng lớn nhanh quá. Ôi, cái tốc độ thần kỳ của Doraemon này. Đi phải tính là linh thảo 500 năm tục. Cũng đưa tất cả linh thảo vào đây. Nếu không, không biết ăn nói thế nào với Thượng Hoàng Đạo. Xem trong sách viết cái gì. Nửa canh giờ sau. Nửa canh giờ rồi mà kích hoạt thành công 3 hạt. 7 hạt khác thì phế rồi. Với tốc độ này kích hoạt một bình hạt còn nửa ngày. Hơn nữa không đảm bảo tỷ lệ thành công. Công việc ở Hồ Viện đúng là khiến người trong thành sơn môn đau đầu nhất. À đúng rồi, vấn đề thời gian. Ngươi còn biết quay về à? Ban nãy ta còn chưa nói xong, sao ngươi đã? Cổ tiên sinh. Xem ra, không có gì khác nhau. Nhưng Thượng Quan Đầu nhất định sẽ phát hiện ra, ta phải cẩn thận hơn. Về nhà tử lại sau. Ngươi. Nghĩ ta là nhà vệ sinh công cộng à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được rồi, không khác gì tự ta kích hoạt cả. Sau này chỉ cần vào cùng dàn hỗn độn, hoàn thành công việc ở dược viên là được rồi. Như thế ta có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian rồi. Nhìn xem, chính là hắn đó. Ai thật là đáng thương. Ta thấy không còn được sống mấy ngày nữa yên ổn nữa rồi. Đừng nói như vậy, dù gì thì người ta cũng là đại sư huynh trước đây đó. 3 năm nay, ta đã lỡ quá nhiều thời gian. Từ nay trở đi, ta sẽ khiến các người phải im miệng. Cổ Vân, dám tự tiện rời khỏi dược viên. Lẽ nào ngươi không sợ bị đuổi khỏi một phái sao? Ta bị đuổi không phải vừa hợp ý ngươi sao? Còn ta đi đâu thì ngươi không xứng được biết. Lâu sư huynh, suy bỏ công việc của người ở dược viên, hơn nữa sẽ không gây khó dễ cho người nữa. Ta nói lần cuối cùng, nhường căn phòng này ra đi, tuyệt đối không thở. Ngươi chỉ là một tên tạp dịch, nghĩ cho kỳ kỹ, sau này càng lúc càng khó, ngươi đừng có hối hận. Hối hận? Cổ Vân, ta chưa bao giờ hối hận. Ngươi là tên ngu ngốc.
ba ngày sau, linh lực nhị giai rồi. Nếu không phải hôm nay đi gặp Thượng Quan Đầu thì không muốn dừng lại một chút nào cả. Nếu phải ra ngoài tiên thể xuống núi một chuyến, linh thảo đồ, sư thúc, đây là những hạt giống linh chủng đã được kích hoạt. Ủa, 200 hạt? Ta còn tưởng chỉ có 7-8 hạt thôi chứ. Chắc là đứa trẻ này phải kích hoạt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ rồi. Tốt lắm, sau này ngươi phụ trách kích hoạt hạt giống, sau này có nhiều linh thảo cao cấp hơn cho ngươi. Chỉ còn ngươi bị huyền tốt, lão phu sẽ không để ngươi thiệt. Thượng Quan sư thúc, đệ tử có một thỉnh cầu, từ nay nguyện nghe theo sự sắp xếp của sư thúc, có ngày tu luyện thành tài sẽ báo đáp đại ân đại đức này của sư thúc. Vừa mới khen một câu mà đã được vô đội tiên. Ngươi muốn trở thành đệ tử nhập môn sao? Đệ tử không cầu chuyện này, mà là tính mạng của phụ thân. Phụ thân ta bị liên lụy, mất đi vị trí tộc trưởng, còn bị giam trong thiền lao của tử địch phi Lưu Gia. Đệ tử không mong cứu phụ thân ra, chỉ mong tiền bối một câu, giữ mạng cho phụ thân. Con nhỏ tuổi mà đã có lòng hiếu thảo như vậy, được rồi, ta sẽ giữ mạng cho phụ thân ngươi. Nhưng nếu bị ta đuổi ra khỏi sư môn, hẹn ước này cũng sẽ bị giải trừ. Đa tạ sư thúc. Đứng dậy đi, quay về tiếp tục kích hoạt cho hạt giống này. Tuân lệnh. Thành Sơn Thành. Thành Sơn Thành là thành trị phụ thuộc vào Thành Sơn Môn. Tu luyện giả Thành Sơn Môn, nếu như tu luyện không có hy vọng, thường trở về Thành Sơn Môn định cư, lấy vợ và sinh con. Tán tu không bị bó buộc, và một số tiểu gia tộc phụ thuộc vào Thành Sơn Môn cũng tập trung ở đây. Ở trên núi tu luyện lâu như vậy, vậy mà đây là lần đầu tiên ta tới Thành Sơn Thành. Vì thế ở Thanh Sơn Thành thường xuyên xuất hiện chợ buôn bán bảo vật. Đồ trong thành đẹp quá. Ủa, trưởng quỷ, cuốn linh thảo bách đàm này nói gì vậy? Vị khách quan này đúng là con mắt tinh tường. Cuốn sách này ghi chép rất chi tiết, chỉ cần 5 viên linh thạch là có thể biết hàng trăm loại linh thảo, không nên bỏ qua. Đệ tử nhập môn, một tháng chỉ có được 1 viên linh thạch thôi. À, ta chỉ xem thôi. Khách quen, đợi đã. Giá cả có ta tương lượng mà. 3 viên, 3 viên linh thạch có được không? Xí chút nữa là bị chơi một vố rồi. Đem linh thảo đi bán kìa đã. Ở đây có mua linh thảo không? Đương nhiên là có rồi. Linh thảo gì? Bao nhiêu? Cây này, Bách Hoa Thảo, 5 tuổi. Phẩm chất rất tốt, một nhánh là 1 viên linh thạch. Vậy ta có 20 nhánh. Là mùi của linh thạch, ôi ta chết rồi. Ai vậy? Tiểu huynh đệ, cuối cùng đã tìm được người rồi. Ta chỉ lấy 2 viên linh thạch, cuốn linh thảo bách đàm thôi. Vừa rồi người tới cửa hàng bách linh thảo, chắc chắn cuốn sách này có tác dụng với người. Người, đi theo ta. Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, ta đi tìm ngươi trùng hợp thôi. Cuốn linh thảo bách đàm này rất ghi chép rất chi tiết, 2 viên linh thạch là quá rẻ rồi. Nếu không phải ta vội vàng tham gia hội đấu giá của tiểu linh ốc thì chắc chắn không thể vội vã đi tìm bán như vậy đâu. Hội đấu giá? Lý nào tiểu huynh đệ cũng tới hội đấu giá? Chúng ta cùng đi. Được, vậy ta mua cuốn sách này, chúng ta tới hội đấu giá xem. Ôi đa tạ tiểu huynh đệ, ta đã kiếm đủ linh thạch rồi. Chỉ còn mua được tăng linh đan, tu vi của ta sẽ có tiến bộ. Hội đấu giá có bán tăng linh đan sao? Tiểu huynh đệ, ta đoán người 3 tháng rồi chưa tham gia hội đấu giá đúng không? Ây là chưa bao giờ tham gia mới đúng. 3 tháng trước, hội đấu giá xuất hiện tăng linh đan. Hơn nữa, mỗi lần 10 viên, lúc đó mỗi viên có giá 100 linh thạch. Có điều, bây giờ nhiều rồi, giá cũng ổn định. Lần trước chị bán với giá 20 linh thạch. Hồi đấu giá tiểu linh ốc. Tới rồi. Ôi. Tiểu huynh đệ, ta còn một số bảo bối muốn xem có tham gia đấu giá được hay không. Xin cáo từ trước. Hình như không có người của Thành Sơn Môn. Cũng đúng. Đệ tử hạch tâm có đại ngộ tốt như vậy, không cần phải mua ở bên ngoài.
đệ tử cấp thấp bản thân tu luyện không đủ, càng không đi mua linh thạch. Một tuần hương sau, ai bảo vật thứ 13, phi dân tú, 50 linh thạch chốt hạ. Hai hình như đấu giá xong rồi, đi thôi đi thôi. Hả? Huynh đệ ta đi trước đây. Mày chính không có chút tinh thần nào về đấu giá cả. Bảo vật thứ 14, chuông trấn hồn, do một vị linh sư tiền bối chế tác, linh lực tứ giai trở lên mới được sử dụng, uy lực cực mạnh. Đây là linh bảo, không ngờ lại có linh bảo. Cho dù là đệ tử hạch tầm của Thanh Sơn Môn cũng chưa chắc đã có linh bảo. Chỉ có linh sư mới được môn phái bàn cho linh bảo, chắc là 100 linh thạch, 110 linh thạch, 500, 600. Hay quả nhiên giá quá cao, người nghèo như ta làm sao mà mua cho nổi. Bán xong rồi đi thôi. Biết là vậy, tôi bỏ đi. Là thế này, chư vị bằng hữu, ngoài trừ bảo vật cuối cùng này, ta còn có một bảo vật muốn bán. Đây là bảo vật giá truyền của bằng hữu ta, vô cùng quý giá. Ai đừng có vòng vo nữa, nói thẳng vào chủ đề đi. Đúng vậy, còn gì lợi hại hơn chuông trấn hồn? Mọi người mau nhìn xem, chính là bảo vật này. Đây là lò luyện đan. Đúng thế, chính là lò luyện đan. Chiếc lư này là vật tổ truyền của bằng hữu ta, đã có tuổi đời mấy trăm năm rồi. Lò luyện đan thôi mà ai thèm mua cái này chứ. Ai ta còn tưởng là bảo bối gì, không ngờ lại là lò luyện đan. Tờ đấu giá đầy chán quá. Lão hữu, ta không giúp được ngươi rồi. Lò luyện đan này giá bao nhiêu vậy? Đây là bảo vật tổ truyền của bằng hữu ta, ngươi chỉ còn ra giá. Ủa, là thanh niên lại không hiểu về luyện đan, sợ là nghe thấy giá liền. Giá cuối cùng 300 linh thạch. Cái gì 300 linh thạch? Ở ngoài sạp ven đường chỉ bán với 10 đồng là cùng. Tiền nào của nấy, chất lượng của chiếc lư này rất hiếm có. Ngươi nhìn xem, bên dưới còn có linh hỏa, có thể hỗ trợ luyện đan. Linh hỏa từ hàng trăm năm trước đã lụi tàn, đây là đặc điểm đặc biệt của chiếc lư. Ngoài ra, còn một cuốn đan phương ghi chép rất nhiều phương thức luyện chế đan. Chỉ nguyên cuốn sách này đã có giá 100 linh thạch rồi. Lão hữu, ta đã cố gắng hết sức, ngươi cứ tự 300 linh thạch phải không? Ta mua. Em đi. Đời đã. Tiêu bằng hữu, người nói gì? Ta mua chiếc lư này. Cái gì? Cậu cũng sẽ mua? Chỉ có điều là tôi không có nhiều linh thạch đến như vậy. Cậu đang giỡn mặt với lão phù đó hả? Có thể dùng linh thảo để giảm giá không? Có thể, nhưng phải là linh thảo từ 25 năm trở lên thì mới được. Linh thảo dưới 20 năm thì tôi chỉ đưa cho cậu nửa giá thôi. Được thôi. Vậy ông xem, 4 cây linh thảo này đáng giá bao nhiêu linh thạch đây? 4 cây linh thảo này tuyệt đối là trên 20 năm tuổi. Thật không ngờ tiểu huynh đệ đây trẻ tuổi như vậy mà đã thu hoạch được không ít nha. Cây kim nguyệt thảo này có thể đổi được 100 linh thạch. Cùng mà cây bách hoa thảo này có thể đổi được 40 linh thạch, tổng cộng là 220 khối. Thật không ngờ cây kim nguyệt thảo này lại quý giá đến như vậy. Tiểu huynh đệ, còn cây nào nữa không? Lão tiền bối chê cười rồi, chỉ là ta may mắn nên có được mấy cây linh thảo này thôi. Cũng phải, bảo vật khó tìm mà. Lần sau nếu có nữa ta sẽ mua hết, nhất định phải đến tìm ta đó. Như vậy đi, ta sẽ giảm giá cho cậu 30 khối linh thạch. Chỉ còn đưa mấy cây này cộng thêm 50 khối linh thạch, lư đan này chính là của cậu. Đa tạ tiền bối, tại hạ cáo từ. Anh bạn trẻ, tại hạ là Vân Ô Chân Nhân, sau này có đến buổi đấu giá thì cứ thoải mái đến tìm ta nhé. Chắc phải mua thêm cái túi để đựng rồi. Lư đan này tuy không to nhưng mà cũng hơi vướng víu. Tiểu tử, đem cái lư đan này vừa mua đến hỗn độn không gian đế ta coi thử coi. Yên tâm đi, ta đối với cái thứ rác rưởi này không có hứng thú gì đâu.
Chỉ là ta muốn đưa cho người thứ có ích, sẽ khiến người tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi. Xem ra không còn mua túi đựng được nữa rồi. Tiểu tử vận khí không tồi nha. Lư đan này vậy mà lại có tiên linh chi hỏa. Tiên linh chi hỏa là cái gì? Tiên linh chi hỏa bùng cháy trầm nập, trở nên sẽ tự động ngưng kết lại, trở thành một thiên linh chi hỏa vô cùng tinh diệu. Ta chỉ truyền thụ cho người một pháp môn luyện hóa linh hỏa. Ngươi có thể mượn những linh hỏa này màu trống trưởng thành. Tiên linh chi hỏa không những có thể luyện đan, còn có thể luyện hóa thành linh hỏa bổn mệnh, uy lực so với trước thì càng tăng lên gấp bội. Hiện tại mấy cái thứ ngươi học đều là thừa thải, chỉ bằng chuyên tâm tu luyện thiên linh chi hỏa có thể giúp ngươi mở rộng linh cơ, giúp ngươi đạt đến cảnh giới linh sư. Trước mắt thì thứ thích hợp nhất với mình chính là tiểu linh đan. Như vậy thì không ai có thể quấy rầy mình nữa rồi. Tiếp theo chắc là phải cho bách hoa thảo vào rồi. Một cây, hai cây. Ôi, hỏng rồi, lửa quá lớn rồi. Hai thất bại rồi, luyện đơn thất bại, chắc linh thảo cũng hư luôn rồi. Nhưng mà không sao, trồng được bao nhiêu linh thỉnh sẽ có bấy nhiêu hạt. Ba ngày sau, sao lại có khói bốc hơi ra nhảy? Cuối cùng cũng thành công rồi. Có khi nào mình chính lại giống cao thủ giống y như là Tiêu Viêm không nhảy? Nhưng chất lượng không tốt lắm, nhưng cũng coi như là thành công. Mấy ngàn cây bách linh thảo, các người có thể nhắm mắt được rồi. Bé con à, ta sẽ tiếp tục tạo ra nhiều bạn bè mới cho người điều đó. Đáng ghét lại hỏng nữa rồi, 10 lần liên tiếp rồi. Tiếp chiêu của ta đi. Nổ lừ luôn. Ôi, ồ, được 3 viên này. Tiếp tục thôi. Trong linh thảo viên. Ồ, người sao rồi? Tôi rất ổn, thật đấy, ông không cần phải lo lắng. Lần này ngươi còn thiếu chút nữa, nghỉ ngơi chút đi. Đừng mà, trưởng lão. Ta sẽ làm nhanh mà, ta có thể luyện tiếp mà, đừng có bảo ta dừng lại. Người bỏ tay ra. Công việc của dược viện đúng là không phải để cho người làm thật, chặt chặt. Thật mua lại cũng đầu nhất, thiết phải làm thế. Có rẻ mà không chứ? Xì. Một tháng sau. Ồ, khống chế linh hỏa cũng được quá nhỉ. Hình như đã có thể khống chế được thị muốn của người rồi. Ta là thiên tài mà. Hiện giờ người chỉ mới là linh lực nhất giai. Không có số đan dược này bổ trợ, không quá một tháng nữa, người có thể thăng đến thất giai. Linh lực thất giai, hơn nữa trở thành linh giai và linh sư, chỉ còn là việc trong tầm tay. Đến lúc đó ta còn người giúp ta một chuyện. Một tháng sau chính là lúc tuyển chọn khóa đệ tử mới. Ta nhất định sẽ đạt được đỉnh phong linh lực tạm dài. 20 ngày sau, linh lực ngủ dài. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nhưng mà đổi quá. Ôi, mà lên đường đã ăn đến ngán luôn rồi. Hay là đến đó sẵn tiện thả lỏng một chút ta. Cũng không tệ đó, công hổ là danh là từng là thiên tài. Người ta cần nghĩ sẽ vào dược môn của ta không? Ta có thể cho phép người vào luyện đan được, học tập thuật luyện đan. Khổng kiếp, thế mà cũng thành luyện đan sư ư? Cố vân này dù là phế nhân rồi, nhưng vận may của hắn vẫn còn tốt thế. Đã tạ sư túc, ta nhất định sẽ tận lực làm tốt công việc của mình. Còn mấy ngày nữa mới đến kỳ thi tuyển chọn đệ tử nhập môn. Ngươi có thể ở lại trong dược viện. Sau này ngươi chính là người của dược viện. Xem ra, cái tên Lưu Thiền Bính kia muốn mượn kỳ thi để mưu hại mình. Mình đã biết rồi. Nếu như mình ở trong dược viện này,
cho dù là không đi tham khảo hạch thì cũng sẽ không bị đuổi khỏi sư môn. Chỉ là cơ hội tốt như thế này sao mình có thể bỏ qua được? Mình không chỉ trở về phái Tần Sơ để chứng minh bản thân mà cũng phải bảo vệ một phụ thân nữa. Cổ Vân ngươi, tiểu tử ngươi, mấy ngày sau, Cổ Vân, hôm nay chính là ngày khảo hạch rồi. Yên tâm đi, khảo hạch lần này ta đi chắc rồi. Một tháng của tù với hơn ngàn linh đan, cuối cùng cũng đạt đến lực lục giai rồi. Nghe nói ngươi nhẹ nhàng quá. Đến lúc đó thì đừng có nhút nhát, không dám lên đấy. Ngươi nghĩ mình còn thiếu là thiếu niên thiên tài nằm đó sao? Cố sư huynh, ta đi xin truyền công sư thúc. Chỉ còn mấy ở đây thì bọn người Lô Thiên Bính sẽ không dám hạ độc thủ đâu. Cố sư huynh, huynh tuyệt đối đừng có đi. Là cái tên thiếu niên thiên tài đó, hắn chỉ tiêu sớm thôi, lấy trứng chọi đá, đúng là còn biết tự lượng sức. Nên tiếp xúc người với sao chổi quá quá lâu, nếu không sẽ bị rước xui xẻo vào đấy. Trường đấu võ phái Thanh Sơn. Phụ thân, cái tên phế vật cổ vận đó chưa rút khỏi phái Thanh Sơn sao? Vẫn chưa, tôi còn nghe nói hắn chuẩn bị tham gia khảo hạch nữa. Nhưng mà còn yên tâm đi, thiếu già của Lưu già sẽ cho hắn chết rất khó coi. Con còn tưởng hắn là không biết tự lượng sức, dám đi theo báo danh, thì ra là chuyện này. Hôm qua, ta đã đi thăm dõi, hỏi quan chủ khảo lỗ trưởng khoa. Còn có bọn người Lô Thiền Bính, con cứ yên tâm đi. Kỳ thi đệ tử môn phái Thành Sơn sắp được bắt đầu. Người được đọc đến tên, tiến lên phía trước và chuẩn bị kiểm tra. Tu vi của lỗ sư huynh lại tăng lên rồi. Âm thanh vang lên thật khiến người ta kính sợ. Nhờ có số đan dược mà trường sư thúc thưởng cho thì ta đã luyện hóa ra được hơn nữa, rất thuận lợi. Tăng lên đan, chúc mừng huynh lỗ sư huynh. Tin chắc sau khi huynh hoàn toàn luyện đó hết tăng lên đan đó thì tu vi nhất định chỉ gia tăng rất nhiều. Chẳng qua chỉ là một cây tăng lên đan mà thôi, các vị sinh đệ chỉ còn hàng say tu luyện nhất định sẽ gặp được cơ duyên. À, nhưng đệ tử nào không thì vui lòng rời khỏi sân. Cuộc thi đấu Tôn Tiểu Bột xin được chỉ giáo, dùng toàn bộ khí lực mạnh nhất của người tấn công ta đi. Linh lực còn kém, ý chí lại không đủ kiên định, không hợp cách. Người tiếp theo Liễu Duyệt, người tiếp theo Cổ Minh. Cổ gia này thật là hiểu chuyện, hôm qua mang lễ vật tới, đáng để ta chiêu cố nó một chút. Cổ Minh còn trẻ, như thế mà đã tu luyện được linh lực nhị giai, cực kỳ hiếm thấy. Ta sẽ xin sư thúc cho người một ưu đãi đặc biệt. Ok. Hả? Chỉ vậy thôi? Ây da! Cử trọng như kinh, thần khí hào tượng, thật hợp cách. Hả? Lần này mấy cái tên già trong tộc này sẽ không giống chống lại lời ta nữa. Lỗ sư huynh, đã đến lúc rồi. Người tiếp theo Cổ Vân. Hắn đến thật kìa. Vệ vật, ngươi còn dám tới đây à? Thật giống với cha ngươi, toàn một đám tự tìm đường chết. Ngươi cứ đợi đấy, không quá mười mấy ngày nữa ta sẽ xử lý một đám gia tộc cặn bã các ngươi. Dựa vào ngươi, một tên phế vật mà giờ ta đã là đệ tử Thành Sơn, có được sự yêu mến của toàn phái, còn ngươi thì có thông phận gì chứ? Đệ tử phái Thanh Sơn Cổ Vân, một tên tạp dịch mà dám thờ thi đấu, muốn bị khiển trách tại chỗ sao? Đúng, chính là hắn. Hắn chính là thiên tài đó sao? Đúng vậy, 14 tuổi đã có được linh lực thoát dài, đúng là một sự đệ tốt. Chà chà, ta bây giờ mà lại đố kỵ với một tên phế vật sao? Hối hận rồi sao? Ta cho mi một cơ hội nữa, nhường căn phòng đó lại, sau đó quỳ xuống xin ta, ta sẽ thà chết cho ngươi. Không thì vừa rồi Lô Thiên Bính nói với ta, nếu ta có thể nhượng lại căn phòng tu luyện đó, sau đó quỳ xuống cầu xin hắn, thì hắn sẽ thà chết cho ta. Không thì hắn sẽ giết chết ta.
Hổ Vương, ngươi nói bậy, ta không có nói gì cả. Quyền này có 10 phần thực lực, đủ để lấy mạng của ngươi rồi. Cái gì? Nhẹ nhàng né tránh. Hả? Ây da, dám nói mà không dám nhận, đúng chẳng khác gì súc sinh. 3 năm rồi, một cuộc sống mà sầu lưng là những lời chỉ trỏ nói xấu, cơm ăn là kiểu khích chăm chọc. Hôm nay chính là ngày cổ vần ta dẫm đạp lên người khác, bước lên thượng vị, trở lại ngày tháng của đỉnh cao. À, thế hệ mạnh nhất lại bị một chiều đá sấp mặt luôn, còn không bò dậy nổi. Ta không có hò mắt đâu chứ, Cổ Vân lại một chiều đánh bại được Lô Thiện Bính. Không phải là nói Cổ Vân không có tu vị sao? Không khác gì phế vật sao? Lẽ nào thực lực của Cổ Sư Huynh đã khôi phục rồi? Không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Tên phế vật Cổ Vân sao lại trở nên mạnh như vậy chứ? Cổ Vân to gan, là dám đánh trọng thương đệ tử Thành Sơn môn ta. Người đáng tội gì hả? Vừa nãy Lô Thiên Bính luôn miệng uy hiếp ta, muốn lấy mạng ta, tất cả người ở đây có thể làm chứng cho ta. Với linh lực bớt dài của người, chẳng nhẽ không có chuyện không nghe được mấy câu này chứ? Huống hồ Lô Thiên Bính ra tay trước, hơn nữa khảo hạch của đệ tử nhập môn xuất hiện thương vong cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Mà nó, đó là người kiểm tra giết. Chết rồi. Ồ, thì ra là như vậy. Đáng ghét, bọn chúng lại làm như vậy. Ây cho một tên miệng lửa gờ gớm. Xem ra Cố sư đệ bán 3 năm dự định làm người ta bất ngờ một phen. Nó đã như vậy, vậy thì ta là người phụ trách tuyển chọn đệ tử Thành Sơn môn. Ta và người giao thủ để xem ngươi có tư cách quay về hay không. Được đó, hôm nay ta cũng muốn mở mang tầm mắt xem, thử khảo hạch đệ tử nhập môn của Thanh Sơn môn. Linh lực lục dài với linh lực bát dài thay nhau thượng đài, thật là kỳ quan thiên hạ khó gặp. Miệng cứng, ta dừng có mềm đó nha. Xem đây. Xem nắm đấm đi. Rất mạnh, dựa trên kinh nghiệm đấu pháp hơn hẳn dự tính của mình. Nhìn kìa, Cố Vân lại có thể đánh ngang với bác dày. Đậu móa, lão tử vậy mà ngay cả một tên tạp dịch cũng không thể giết được trong một chiêu. Mặt mũi ở đâu đây? Linh hỏa, linh hỏa bảo kiếm, đây là linh bảo. Vậy mà lại sử dụng linh bảo ở trong kỳ thi nhập môn. Sau hôm nay, Cố Vân có thể quay về, tuyệt đối sẽ là đệ tử hạch tâm. Bởi vì người ta sẽ nói, Cố Thần thân là một tạp dịch lại có thể đánh bại một trận với linh lực bát dài là ta đây. Ấn không chết, lão tử sẽ thần bại danh liệt. Muốn làm ta lốt đường cho người, không có cửa đâu. Linh hỏa thuật, đi. Cái chút bản lĩnh vậy mà cũng muốn tham gia khảo hạch đệ tử nhập môn. Đây là gì? Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? À, mau đi lấy nước. Thiên linh chi hỏa này quả thực bất phàm. À, nước mà dập không tắt. Ồ, đi mời sư thúc. Vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Cổ Vân, ngươi thật là to gan, lại dám đả thương sư huynh đồng môn. Đám hội đệ tử có tội gì? Đây không phải là chứng cứ. Khảo hạch nhập môn đệ tử sinh tử tại thiền, lực bọn họ yếu kém thì liên quan gì tới ta? Ngươi, trước lúc khảo hạch, Lô Thiền Bính ép ta
nhường phòng tu luyện, nếu không sẽ giết ta. Lỗ Trường lão thì sử dụng linh bảo bùn dồn ta vào chỗ chết. Việc làm của hai người họ không phù hợp với vị tắc của một phái. Ông đi xem thứ trường hoa đi, ở đây giao cho ta. Được. Đây là do ngươi làm. Cổ vần linh lực người hồi phục rồi. Bẩm sư thúc, đã hồi phục tới lục giai đỉnh phòng, rất nhanh sẽ hồi phục tới thất giai. Rất tốt, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thang trưởng lão. Sư thúc chờ đã. Hiện tại ta đã có lời thông qua khảo hạch rồi chứ? Đương nhiên. Đợi gặp Thang trưởng lão thì ngươi sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Ta nghe nói theo quy tắc Thanh Sơn Môn, ngoại trừ thập đại gia tộc tộc đệ của mình ta đã qua được khảo hạch. Việc này thì có gì đâu chứ? Để lát nữa gặp được trưởng lão rồi thì chuyện phá lệ tự nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sự tốt yêu làm rồi, ta không có ý muốn phá bỏ quy cũ. Nếu như chiếu theo trình tự, ta e là không thể gia nhập Thanh Sơn Môn rồi. Cổ Vân, cái tên phế vật lấy oán trả ơn ngươi. Khảo hạch ta đã qua được rồi thì ta chính là đệ tử của Thanh Sơn Môn. Lão sực, đã hắn ra khỏi Thanh Sơn Môn, cớ từ ngày hôm nay trở đi không được để hắn bước vào Thanh Sơn Môn nửa bước. Tên khốn kiếp đồ phế vật. Hỏng rồi, lần này hỏng hết rồi. Lý nào Cổ Vân đang chỉ giấu sức mạnh thật sự? Chứ hắn mới hết tù vi lần này, lần trước là giả sao? Cổ Vân đã bị trút sức khỏi sư môn rồi mà, làm sao mà giả được chứ? Cấm địa Thanh Sơn Môn, nơi các trường lão tu luyện. Ôi, linh lực của Cổ Vân khôi phục rồi. Thang trường lão đi nhất trường lão Thanh Sơn Môn, chẳng những khôi phục mà hình như còn mạnh hơn trước kia. Cổ Vân, mau đem chuyện của con kể lại với Lan trưởng lão đi. Dựa vào tu vi của ngài ấy thì nhất định có thể giải đáp được nghi hoặc của con. Đệ tử cũng không rõ lắm. Thế Lô Phu nghĩ thì linh lực của Cổ Vân không phải là suy giảm, mà là do một số nguyên nhân nào đó làm cho linh lực giống như bị thụt lùi vậy. Cổ Vân, bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Cái gì? Đa tạ sư tôn. Đều là người tu luyện cả, không cần phải đà lễ. Ồ, ngự kiếm. Con phụ trách sắp xếp chỗ ở và lựa chọn môn pháp tu luyện cho cậu ta. Dân. Chúc mừng đệ, Cổ Vân sư đệ, đệ nhất thiên tài Thanh Sơn Môn ngự kiếm, đệ tử thân truyền của Thang trưởng lão. Bái kiến ngự kiếm sư huynh. Cổ Vân phải nhờ sư huynh giúp đỡ rồi. À, miền lễ. Chúng ta ngang vai ngang vế cả mà. Cổ Vân là tiểu sư đệ của ta, tự nhiên sẽ không bị bạc đãi. Ngài cứ yên tâm đi. Đã tạ truyền công sư thúc. Ừ, Cổ Vân, ngươi cũng đã bái Thang trưởng lão làm thầy rồi, sau này chúng ta có xưng hộ bình thường là được rồi. Được rồi, ngài mau chóng đi. Tiểu sư đệ, trong bảo cát của sư tôn có rất nhiều châu báu ra nhà. Theo quy tắc của sư tôn thì đệ có thể chọn một món linh bảo và công pháp đệ thích. Vấn đề là linh bảo và công pháp, đệ cứ việc hỏi ta. Đa tạ người kiếm sư huynh. Pháp quyết cấp linh sư trở xuống đối với bảo giáp này sẽ không gây ra được một chút thương tổn nào. Bảo kiếm luyện thành từ phường trúc trăm năm, tu luyện pháp quyết hợp mộc là phù hợp nhất. Kim thạch quyết là quyết tu luyện nhập môn còn có của một công pháp hợp kim, thích hợp nhất là đã rèn luyện thể chất. Chuông trấn hồn, nó đó, sử dụng linh lực tác động đó có thể làm cho người ta hồn vía kinh sợ. Tiểu tử muốn lấy thì cứ lấy đi, trong đồng đỏ đồ bỏ đi này thì cũng chỉ có cái này là dùng được. Xin tiền bối đừng đề ra mấy cái ý kiến vô dụng nữa. Tuy ta không hiểu biết nhiều như người, nhưng mà nếu tin bản tôn thì lấy cái chuông này đi. Vậy đệ sẽ lấy cái chuông trấn hồn này. Cũng được, đệ sư đệ nâng cao cảnh giới linh sư rồi, nó không chừng sư phụ sẽ ban cho đệ linh thảo thôi. Còn về công pháp thì chọn loại này đi. Bái kiến của sư huynh. Chúc mừng của sư huynh đã trở thành đệ tử của Thang trưởng lão.
Chúc mừng cổ sư đệ. Không biết sư huynh là... Tại hạ là Triệu Hạc, nghe đại danh của sư đệ đã lâu, hy vọng chúng ta sau này có thể trao đổi những món tu luyện tâm đắc. Bái kiến Triệu sư huynh, sau này nhất định sẽ thường xuyên ghé tới. Đi rồi, vậy không phiền làm phiền sư đệ nữa. Ta biết mà, sớm muộn gì cũng có một ngày cổ sư huynh làm nên chuyện lớn. Cố sư huynh. Nửa tiếng sau, rõ ràng đồ đường ngắn như một khắc, vậy mà đi mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cổ sư đệ, đã lâu không gặp. Ban đầu ta đã cảm thấy đệ chắc chắn sẽ có tiền đồ mà. Được rồi, đa tạ trường sư huynh đã khen ngợi. Hổ thẹn rồi. Cổ sư huynh, ta sai rồi. Cổ sư huynh, là ta sai rồi. Ta không phải người, là ta không có mắt. Cổ thì vật, với ngươi tình như huynh đệ, ngươi lại lấy oán trả ơn. Cổ sư huynh, ta biết sai rồi. Hay, bỏ đi, sau này tự biết điều một chút là được. Hay. Còn thiếu mấy loại, giờ là lúc đi tới thành sơn thành lần nữa. Cùng lúc đó tại cổ gia, chư vị trưởng lão, Cổ Vân đã hồi phục linh lực rồi, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Lấy tiền từ của cổ vật, sau này nhất định sẽ là cát cứ một phương. Qua thơm mấy năm nữa chúng ta sẽ xử lý, sẽ khó xử lý rồi. Lẽ nào muốn thả cổ phi thiên? Không được, như vậy chúng ta đều chết chắc. Ai mà ngờ được cái tên phế vật này lại có thể hồi phục linh lực trong một tháng chứ. Phụ thân, các vị trưởng lão, chuyện đã tới nước này rồi, chi bằng việc có diện tận gốc luôn đi. Giết cổ vẫn, hắn là đệ tử nhập môn của thành sơn môn đó. Chuyện này một khi thất bại, cả cổ già đều sẽ bị giết. Muốn giết cổ vẫn, chúng ta hà tất phải đồng thủ chứ. Ý của con là người hắn đã tội ngày đó không phải ít, chúng ta chỉ còn mượn đâu. Báo tróc trưởng đại nhân, chứ vị trưởng lão có tin mật báo mới. Chuyện gì, nói mau. Cố Vân được thành trưởng lão thành Vân Sơn nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử thứ 10 của ông ấy. Cái gì? Cái gì? Người nói cái gì? Cố Vân được thành trưởng lão nhận làm đệ tử rồi. Toàn rồi, tôi toàn rồi. Khác nào Corona ập vào Hàn Quốc chứ. Phụ thân, chỉ còn diệt trừ cổ vần, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng phải giết, thần không biết quỷ không hay. Tộc trưởng, cứ ngồi đây chờ chết chứ bằng liều một phen. Các nhị đối đúng, cùng lắm thì chúng ta cả chết lưới rách. Truyền lệnh xuống, lấy ra toàn bộ linh bảo trường bảo của các gia tộc cất giấu. Một khi phát hiện Cổ Vân rời khỏi thành sơn, lập tức ra tay. Thành sơn thành. Xem ra chuông trấn hồn không phải là bảo vật thông thường. Lâu ngày không gặp, lấy nào tiểu hữu lại có linh bảo lâu năm gì? Không sai, quả thực ta có mấy cây linh thảo để bán. Linh thảo gì? Bao nhiêu cây? Tiểu hữu chỉ cần linh thảo ngang tầm với lần trước thì ta có thể trả giá gấp 2. Những linh thảo này đều là sự tôn tặng ta. Tốt nhất thì ông nên bảo mật. Sư tôn. 3 cây kim nghị thảo. Mới có 3 cây. Đây là kim nghị thảo 50 năm. Nếu ông có thể trả giá được giá thì ta sẽ bán, còn nếu không thì cũng đừng nói ra. Tiêu Hữu yên tâm, ta đại diện cho liên minh đàn tiên thu mua 3 cây nghị thảo này. Tiêu Hữu, chỉ cần cậu đeo tấm lệnh bài này lên, phàm là nơi của liên minh liên đàn ta
đều nhận được ưu đãi. Thậm chí giá của kim nguyệt thảo này ta chỉ cho cậu 2.000 linh thạch. Tiểu hữu không hài lòng, ta nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái giá hợp lý. Không cần phải phiền phức, ta không muốn truyền chuyện này ra ngoài. Về mặt giá cả thì coi như cũng tạm ổn. Như vậy là tốt nhất. Đây là 4.000 linh thạch, tiểu hữu có thể đếm lại. À đúng rồi, không biết hôm nay có đấu giá hay không? Hôm nay không có. Có điều thế nào? Lát nữa sẽ có một hội giao dịch cỡ nhỏ. Chỉ có người có lệnh bài của liên minh đàn tiền thì mới có thể tham gia. Liên minh đàn tiền, ta chỉ cung cấp khu giao dịch, không thơm bất kỳ khẩu phí nào. Ồ, hội giao dịch này có chút thú vị đó. Hội giao dịch này sắp bắt đầu rồi, tiểu hữu mời đi bên này. Tiểu hữu mời, chính là ở trên tầng thượng kia. Cái thằng lúc nãy, xem ra hội giao dịch này quả thực là tàng long ngộ hổ. Tiểu hữu đi theo ta. Mời, trong này. Sắp tới thời gian rồi, chứ vị bằng hữu có thể bắt đầu rồi. Ta trước. Đây. Đây chính là kim lồng miêu lúc trước ta đi săn được, yêu thú nhị giai. Yêu thú nhị giai cũng khá hiếm gặp, nhưng yêu đang lấy rồi, cái xác này còn đưa tới tiêu vào mình thì cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Tức quá. Các vị đạo hữu, tiểu nữ mấy ngày trước rút được mấy sợi băng tơ tầm này, thích hợp luyện hóa linh bảo, cũng thích hợp chế tạo hộ giáp phòng ngự. Chỉ đồ lấy 300 linh thạch. 300 linh thạch ta muốn rồi. Ta ra 500 linh thạch, 800 linh thạch, 1.000 linh thạch. Yêu ơi, ta trả 2.000 linh thạch. 2.000, đây. Công tử mời lấy. Mắt chữ O, mồm chữ A. Chỗ tài hại có 2 cây tử kim thảo 15 năm, muốn đổi lấy 10 viên tăng linh đan. Tử kim thảo, ta nhớ là loại linh thảo này dùng để luyện chế trân bảo tượng phẩm đan dược tôi thể đặc biệt. Đúng vậy. Đáng tiếc quá, quá trình sinh trưởng chậm chạp, điều kiện lại khác. 20 năm trở xuống hầu như không có tác dụng gì, trên cơ bản đều không tới 20 năm thì đã khô héo rồi. Lâu Hồng, ngươi cứ nằm mơ đi. Ngươi thật cho rằng là kim tự thảo có thể nuôi thơm 5 năm trong tay chúng ta sao? Ngươi không thích trồng thì người khác liền không thích trồng hay sao? Tôi lại lo lắng có một số đầu hữu bị ông lừa mà thôi. 5 viên tăng linh đan cuối cùng ta sẽ không tới nữa. Nói thì nhẹ nhàng lắm, lần sau sợ là 2 gốc tử kim thảo này đã héo rồi. 4 viên tăng linh đan, nếu không ai lấy ta sẽ hủy nó. Được rồi, ta lấy. Cái gì, ta không nghe nhầm chứ? Các hạ muốn nó, vậy tử kim thảo này là của cậu. Tiểu tử, người suy nghĩ kỹ đi. Thật có tên ngốc cần, cái thứ này căn bản vô dụng. Tử kim thảo không đủ 20 năm, còn không bằng cỏ dại. Rồi, tiền trao cháu múc. Chư vị, mời xem vật này. Bảo vật ta muốn giao dịch là một cành linh mục. Giá khởi điểm là 500 linh thạch, ai giá cao hơn là của người đó. 500 linh thạch. Chưa tỉnh ngủ à? Vậy linh lực thật là nồng. Đây là bảo vật gì lại có linh lực nồng đậm như vậy? Đây có lẽ là một nhành linh đan, không phải là linh mộc. Chứ vị đạo hữu, linh mộc này cực kỳ nồng đậm. Đợi một chút. Linh thảo có thể luyện đan, linh mộc có thể luyện bảo,
Vậy linh đàn thì có tác dụng gì? Tiểu tử mua linh đàn kia cho ta, mặc kệ giá cả. Ta muốn cái này, 500 viên linh thạch ta lấy. Con đã, nói không chừng còn có người khác cùng muốn nó thì sao? Ai còn thứ này chứ? Cho dù có kẻ nào muốn thì cũng dám tranh với ta sao? 600 linh thạch. À, lại là hắn. Tên nhãi ra nơi đâu ra, cũng dám tranh đồ với ta. Ô Vân tiền bối, họ đấu giá này còn có quy tắc đó sao? Đương nhiên là ai ra giá cao thì người đó có được rồi. Ta muốn xem người có bản lĩnh đó không. 1.500 linh thạch. 1.600 linh thạch. 1.700 linh thạch. 1.800. Tiểu tử, người 2.000 linh thạch. 2.000. Thiếu gia, linh đàn này không đáng giá 2.000 linh thạch đâu. Thiếu gia, lần này chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Linh thạch này 2.200 linh thạch. Tiểu bằng hữu, nỡ mặt ta nhường cho hắn đi. Hơn nữa trên thực tế vật này không có ích lợi gì nhiều. Tiểu tử, linh thạch cũng chỉ là vật ngồi thần thôi. Nhưng bỏ lỡ báu vật, muốn có lại thì rất khó đó. Tiền bối nói không sai, vạn bối hiểu rồi. Ngồi suy nghĩ. Tên tiểu tử này từ bỏ thật rồi à? Không lẽ tiểu tử này đối với cái lão già bán linh đàn là cùng một dược? Chúc mừng ngài, huynh đài đã có được dược linh đàn. Ta 2.300 linh thạch. Được, nó là của ngươi. Hmm. 2.300 linh thạch lấy được. Đây là vạn linh dược bao chữa trị. Lúc luyện đã chỉ cần cho vào một chút. Xin hỏi các hạ là cổ vần đúng không? Chắc là ta với các hạ không biết nhau đâu nhỉ? Tại hạ là Lưu Thượng Thanh. Lưu Thượng Thanh, Lưu Gia. Không biết các hạ có thời gian không? Ta muốn đàm đạo với huynh một lát về chuyện của cha huynh. Chẳng lẽ muốn lấy phụ thần đất đai đe dọa ta? Các hạ đừng nghĩ nhiều. Lệnh tôn của người trong tộc mình đang vô sự ở Lưu Gia ta. Nhưng mà đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện này. Cứ nói thẳng ý đồ của người đi. Chúc mừng các hạ đã trở thành đệ tử thứ 10 của Thành Trường Lão. Tin tức của các ngươi cũng nhanh nhợt thôi đấy. Vừa hay là ta đã muốn được bái kiến các hạ ngay rồi. Chỉ tiếc là không có cơ hội này. Hôm nay vừa khéo gặp được ở đây, vẫn mong các hạ đừng trách tội. Lệnh tôn và những người trong tộc nhận được đãi ngộ như khách quý ở Lưu Gia ta. Trừ việc tạm thời không thể cho họ ra ngoài, nhưng cái khác thì không hạn chế. Ồ, từ khi nào mà Lưu Gia biết ăn nói như thế? Không lẽ là vì thượng quan giáo? Các hạ thông minh hơn người. Đương nhiên là Lưu Gia ta không muốn kết thù oán gì với huynh cả. Cổ Phi Long đưa lệnh tôn và người trong tộc đến Lưu Gia, lấy cái này để đổi lại việc cùng khai phá đồng linh khoáng, đã bày tỏ sự ấy nấy và thể hiện thành ý của Lưu Gia ta. Trong này có 5.000 linh thạch, mong huynh hãy nhận lấy. Chắc chắn Lưu Gia ta sẽ trung thành với các hạ, dốc hết sức của Lưu Gia để các hạ sớm ngày bước lên đỉnh cao. Nếu ngươi thật sự có lòng muốn kết giao với ta, vậy tại sao không thả phụ thân và người trong tộc ta ra? Cái này không phải là ta cố ý tìm cớ. Cổ gia giam giữ phụ thân các hạ huynh cùng với chúng ta đã được thành một thỏa thuận, cùng nhau khai phá động linh khoáng. Nếu như chúng ta thả huynh phụ huynh ra,
thì có khả năng sẽ gây bất mãn đối với trên dưới cũ và thì lúc đó không chỉ khai thác được đồng linh khoáng này, hơn nữa còn xảy ra một trận đại chiến. Huynh yên tâm, phụ thân huynh tuyệt đối sẽ không phải chịu nửa điểm uất ức. Cũng tốt. Vậy để cho phụ thân ta tạm thời ở lưu gia, khoảng thời gian này ta sẽ cùng với sự ngự kiếm sư huynh cùng nhau đi xem. Các hạ nói là ngự kiếm linh sư. Các hạ yên tâm, một khi khai thác xong động linh khoáng thì phụ thân của các hạ, tộc nhân của các hạ nhất định sẽ lòng tóc vô thường rời khỏi lưu gia. Hy vọng các người giữ lời, bằng không ta cùng với lưu gia không chết không ngừng. Không còn gì nữa, ta đi trước đây. Tạm biệt. Đa tạ tiền bối, lần sau lại tới nhé anh bạn nhỏ. Lần này nhặt được bảo vật rồi, nhưng cái này đây chính là vật bí bấu, há lại có thể giống linh thảo thông thường kia chứ. Đồ không biết nhìn hàng. Quay về đi. 11 ngày sau, ai cuối cùng cũng luyện được thành một lô rồi. Linh thảo lãng phí, sợ rằng cái linh thảo của thành sơn môn cũng không đủ. Xem ra phải tốn chút thời gian rồi. Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, không ngờ tới lại nhanh như vậy đã đạt đến linh lực đỉnh phong tầng 10 rồi. Ây, ra ngoài chút thôi. Tiểu sư đệ, linh lực của đệ lại tiến tiến nhiều như vậy. Danh hiệu thiên tài đứng đầu của thành Vôn Sơn ta phải nhường lại cho đệ rồi. Sư huynh quá khen rồi. Không biết sư tôn và sư phụ có phải vẫn đang bế quan hay không? Ta có một vài chuyện trên phương diện tu luyện muốn đi thỉnh giáo người. Không khéo sư tôn không ở trong tông, có phải đệ muốn hỏi làm thế nào để tiến cấp linh sư không? Xin sư huynh chỉ bảo. Sau khi đệ đạt được tới linh lực cấp 10 thì có thể cảm nhận được linh lực ngưng tụ trong đan điền. Đúng vậy, đây chính là thời kỳ đầu tiên của linh cơ. Chỉ còn ngưng tụ thành linh cơ thì mới có thể trở thành tu luyện giả của giới linh sư. Để có thể hiểu được là khiến cho linh lực trong cơ thể ngưng tụ lại một lần nữa. Từ đó mà đệ sẽ tiến hành vào quá trình tẩy cốt phạt tủy. Nhưng mà đệ cảm thấy linh lực trong cơ thể rời rạc, muốn ngưng tụ linh cơ được dường như có hơi khó khăn. Ngưng tụ linh cơ không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải là không có cách. Mong được sư huynh nói rõ hơn. Có hai cách. Một là để phải tu luyện không ngừng. Nếu như đã tu luyện 3 đến 50 năm thì ngược lại cũng có khả năng. Sư huynh đừng trêu chọc đệ nữa, mau nói cho đệ biết chính xác đi. No. Tiểu sư đệ, đệ chớ nôn nóng. Cách thứ hai chính là dùng linh phách đan. Linh phách đan này có hiệu quả kỳ diệu như vậy, sợ rằng giá trị không nhỏ. Còn hơn cả giá trị không nhỏ, căn bản là không mua nổi. Muốn có linh phách đan chỉ có một con đường. Đây, cầm lấy. Cổ dân, dựa vào linh bài này thì đi một nơi là hải ngoại bảo tiêu. Sau khi thu hoạch 26 loại linh thảo cần thiết, sau đó trao đổi linh phách đan. Cái này, Nam Nhạc quốc ta tổng cộng có 5 đại tông môn, trong đó có một gia tộc độc lập ngồi 5 gia tông môn, chính là gia tộc Phụng Minh. Gia tộc Phụng Minh này nắm giữ phương pháp luyện chế linh phách đan. Cách cứ mỗi 3 năm đến 5 đại tông môn cùng gia nhập Phụng Linh đều sẽ phái riêng 10 người đi thu dược trước. Mà lệnh bài này chính là lệnh bài từ cách tham gia lần tu dược lần này. Trước kỳ xuất môn, sư tôn đã sắp xếp ổn thỏa cho đệ rồi. Không ngờ tới đệ lại còn dùng nhanh tới như vậy. Thu dược đổi linh phách đan, sau khi các người thu thập đem tới giao cho gia tộc Phụng Minh, mỗi 10 phần linh thảo sẽ đổi được một viên phách linh đan. Dẫu sao thì 26 loại linh thảo này căn bản không có cách nào sinh trưởng được ở Nam Nhạc quốc ta. Xem ra bản thân muốn tiến cấp linh sư
thì không thể tránh được phải đi đảo Tiêu Kiêu một chuyến rồi. Đảo Tiêu Kiêu cực kỳ rộng lớn, cũng được coi là có vài phần hùng hiểm. Tiêu sư đệ, đệ phải chuẩn bị một vài bảo vật để phòng thân, tốt nhất là nên đi cùng các sư đệ tử của thành sơn chúng ta. Dẫu sao thì đó không phải là nước Nam Nhạc, chuyện giết người cướp của cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng nói chung thì đi vài ba lần là có thể thành công thăng cấp lên cảnh giới linh sư rồi. Vài ba lần, thế cũng phải 10 năm sau. Con đường tu luyện không có lối tắt, Tiêu sư đệ đừng theo đuổi mục tiêu quá cao. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư huynh, khi nào thì tiến hành hái thuốc? Chưa tới một tháng nữa là thời gian hái. Đệ yên tâm, đệ là đệ tử và đích thân sư tôn truyền dạy, chắc chắn sẽ cho đệ cơ hội lần này. Sư huynh, ta có chuyện này muốn bàn với huynh. Vậy nên ta muốn mời sư huynh tới Lưu Gia với ta một chuyến, giảm dốt phụ thân và người trong tộc của tiểu sư đệ. Lưu Gia cũng to gan quá nhỉ. Sư huynh, chỉ còn huynh đi với ta tới Lưu Gia, nhưng chuyện khác thì từ ta có sắp xếp. Thì ra là vậy. Chúng ta đi thôi. Hai canh giờ sau, tại Lưu Gia. Tộc trưởng Lưu Gia có ở đây không? Có chuyện muốn đàm đạo. Đã tạ đại sư huynh. Lưu Trần Vong không biết linh sư gia đấu, thất lễ khi không người đón từ xa, mong linh sư thứ tội. Bái kiến linh sư đại nhân. Phụ thân của tiểu sư đệ ta đang ở Lưu Gia các ông. Linh sư bất giận, bọn ta vẫn luôn giữ lễ với cổ phì thiền các hạ. Cũng mày lúc đầu nghe lời thượng thanh, đi nương nhờ cổ dân. Như vậy thì được. Linh sư đại nhân, cổ dân tiểu hảo, mời đi theo ta. Cổ dân đại ca, mau nhìn kìa, đó là cổ dân đại ca. Ồ, dân nhi. Cha. Quả nhiên, Lưu Gia không nuốt lời. Linh sư đại nhân, chúng ta cũng đừng làm phiền họ trò chuyện nữa. Vào tiểu điện ngồi đi. Dạo này ta có một ít trà linh rất ngon, mong linh sư đại nhân thưởng thức đánh giá. Được rồi. Vân nhi, con lớn rồi. Phụ tân, cổ phì lồng lại ra tay tàn độc như vậy. Bỏ đi. Mấy cái chuyện đó không nhắc đến thì tôi, ta giúp lòng vì cổ gia nhiều năm như vậy, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Nhưng Vân Nhi còn có thể phục hồi linh lực mới đáng là chuyện duy nhất. Chuyện của cổ gia con không cần phải lo lắng, con chỉ cần dốc sức tu luyện là được rồi. Phụ thân yên tâm, con sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Đã không còn là tiểu tử của 3 năm trước rồi, đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi, thân trọng tốt lắm. Vân Nhi, con về sớm đi. Ta ở Lưu Gia rất ổn, không cần phải lo cho ta đâu. Chuyến này con thu thập linh dược, phải cẩn trọng thận đó. Phụ thân, người phải chăm sóc bản thân cho tốt, người bảo trọng nhé. Không sao đâu, con đi đi. Hài nhi cáo lui. Mới ngày nào còn bú sữa mẹ, bây giờ con trai đã trưởng thành rồi. Sư huynh, đi thôi. Ồ, tiểu sư đệ không khóc tìm lem hả? Sư huynh lại cười ta rồi. Xem ra quan hệ của họ còn thân thiết hơn so với tưởng tượng. Linh sư đại nhân, cổ vân các hạ, đây là một loại trà linh của Lưu Gia, mặc dù không nhiều nhưng vẫn mong hai vị đừng chê cười. Lưu tập trưởng có lòng rồi. Làm hại dạng vật, làm hại dạng vật. Úi tiền bối, trà linh này quý giá lắm sao? Trà linh này có tên là trà linh hy, có tác dụng cơ bản nhất là ngưng thần, dùng để đột phá khi bị vướng mắc. Với người có linh lực thấp như người mà nói thì tác dụng của nó càng tuyệt diệu hơn. Không biết trà linh này có cây non hay hạt giống không? Ta đã từng làm sai vật một thời gian ở vườn thuốc của thượng công tiền bối, nên rất hứng thú với những loại linh vật thế này. Cái này, nếu cô vân các hạ đã thích loại cây trà linh này thì cứ việc cầm lấy. Linh lực của
Lưu gia ta càn cỗi, thật sự là không bằng khi trồng ở thành vườn. Nếu cái cây non hoặc hạt giống thì cho ta xin một cành là được rồi. Các hạ khách sáo quá, một cành thì làm được gì chứ? Chỉ cần có một cây trà linh cổn con thôi mà. Hai vị đợi một chút, ta đi gọi người mang hạt giống tới. Cho hẳn một cây chiếc luôn. Ô, các hạ chết cười rồi. Tiểu sư đệ, nếu Lưu gia đã có tấm thịnh tình như vậy, nếu để mà từ chối thì không hay lắm đâu. Đa tạ Lưu tộc trưởng, ngày sau ta ắt sẽ báo đáp. Các hạ thích là được rồi. Cái trà linh này là linh căn trời sinh. Tốt quá, tốt quá. Tiền bối, linh căn trời sinh là cái gì? Tức là linh căn được phân tách ra từ cây mẹ của cái trà linh tê. Vận may của tiểu tử người cũng tốt qua đấy, luôn tìm được những bốn bảo bối tốt. Trong không gian hỗn độn của bảo thần tôn, cây trà linh hy này đẹp sánh ngang với cây mẹ vậy. Hai tháng sau, tương truyền thành Phụng Minh là một nơi dừng chân của thánh thú thượng cổ Linh Phụng, đồng thời cũng chính là thành trì tu luyện giả lớn nhất ở Nam Dạ Quốc chúng ta. Nam Dạ Quốc ngoại trừ thành Sơn Môn chúng ta thì còn có bốn tông môn khác là Ly Nghiệt, Hỏa Long, Ngự Tú và Tiêu Dao Minh. Do tộc Phụng Minh độc lập nằm ngoài ngũ đại tông môn, thành Phụng Minh này chính là địa bàn của gia tộc Phụng Minh. Ta dẫn đệ tới đây là một là tiết kiệm thời gian, hai là muốn mua cho đệ mấy món bảo vật phòng ngự. Cuối cùng cũng có một nữ che mặt. Tuy nói là chuyện hai thuốc nguy hiểm không quá nguy hiểm, nhưng nếu để xảy ra chuyện gì thì ta cũng khó mà ăn nói với sư tôn. Đa tạ sư huynh, khách sáo với ta làm cái gì. Đi thôi, cũng lâu lắm rồi không tới. Đi xem Tiêu Dao Các là câu thơ món gì mới mẻ đây. Tiểu sư đệ, chỗ này không phải là thành sơn môn của chúng ta, làm chuyện gì nhất định phải cẩn thận. Nếu đã tội người của gia tộc Phụng Minh, ấy là sư tôn cũng không cứu đệ được đâu. Nhìn thấy chiếc phụng liền kia không? Người ngồi trong đó là... Ồ, cái gì kia? Sao sánh? Giao Nguyệt sư muội, lâu rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại tình cờ như vậy. Sư huynh, đó là cái này là thiếu minh chủ của Tiêu Dao Minh, Trường Tiêu Dao. Để tiêu đối không được đã tội hắn. Người bình thường đột vị hắn là phải đi vòng đường khác mà đi, dù là gia tộc Phụng Minh cũng phải nở mặt hắn mấy phần. Trường sư huynh, đã lâu không gặp, sư muội còn chuyện quan trọng phải làm, thứ lỗi không thể tiếp chuyện với huynh. Chuyện gì mà quan trọng thế, nói ra nào. Chứ biết chừng thì Trường Tiêu Dao ta có thể giúp muội một tay đó. Tiêu Dao Các ta lại có thêm vài món mới, không biết gia sư muội có thể nở mặt. Nếu Trường sư huynh đã có tâm ý này, vậy thì viên sư huynh mời nhóm tộc của muội của ta đi đi. Ta tin bọn họ nhất định sẽ rất vui với lòng nhận mời của sư huynh. Đi rồi, người ngồi bên trong là đích nữ của gia tộc Phụng Minh, tên là Phụng Giao Nguyệt, có lẽ sau này còn trở thành tộc trưởng của Phụng tộc nữa. Nếu để chăm chỉ tu luyện, chứ biết chừng còn có thể cưới nàng ta về làm đạo lữ đó. Sư huynh lại đùa ta rồi. Đi, ta dẫn đệ tới Tiêu Dao Các nhắm nháp mấy món ngon, xuyên qua con hẻm này là tới rồi đó. Nhắc mới nhớ, Tiêu Dao Minh này là nơi đặc biệt nhất trong ngũ đại tông môn. Nó gần giống với một thương hội, tiệm thuốc, khách trạm, tiểu lộc đều có dính dáng. Nội tình của nó là linh đan cường giả, cũng khiến người ta không dám xem thường. Cũng chính là vì vậy, Trường Tiêu Dao ta mới có thể tung hoành ngang dọc tại thành Phụng Minh. Ngay cả gia tộc Phụng Minh cũng không dám động vào hắn. Tới rồi, Tiêu Dao Các. Sư huynh, sư đệ, sao bây giờ hai người mới tới, những người khác đều đã đến đông đủ rồi? Để sư đệ phải đợi lâu rồi, chúng ta gặp chút chuyện trên đường. Sư đệ, chính vì này là người của sẽ tham gia cùng chúng ta. Để lần đầu đi, dù chuyện gì cũng nên ở cùng với người của thành Sùng Môn. Để đi trước, chú ý an toàn nhé. Sư tốt, sao lại đi rồi? Thức ăn còn chưa bơ lên mà. Mấy người ăn đi, sau này tự dựa vào bản thân của các người rồi. Cố sư đệ, được người kiếm sư coi trọng như thế thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.
Thiếu niên thiên tài quả nhiên khác biệt. Sao mình không có chỗ tốt thế nhỉ? Cổ Vân, nghe nói ngự kiếm sư huynh, sư thúc mua cho ngươi vài món đồ hộ thân. Cổ sư đệ, tại hạ là Lỗ Thiền Bá. Xin bái kiến Lỗ sư huynh. Mỗi người đều là đệ tử của Thành Sơn Môn, tất nhiên phải cùng đồng hành. Chỉ là một mình đệ cũng không cần dùng nhiều bảo bối hộ thân như thế, không bằng chia cho mọi người một ít. Các vị sư huynh, nếu thích thì cứ lấy đi. Ồ, đây là của ta, bỏ tì ra. Tên nhóc này rất là thức thời, lại lấy hết linh bảo ra đây rồi. Nếu như mà hắn cầu vào ra thì vào lần thu thập linh thảo vậy, cũng đừng có mong quay trở về nữa. Mà còn đã, tên nhóc này không phải đi tìm ngự kiếm siêu thúc rồi đi chứ? Tên tiểu tử này không ngốc, nếu hắn muốn tìm ngự kiếm siêu thúc làm chỗ dựa, vậy thì sẽ không vào ra ba thứ linh thảo này đâu. Hắn lần đầu đi hái linh dược, tất nhiên sẽ phải dựa vào chúng ta. Thằng trưởng lão không giúp được hắn đâu. Tiểu tử cứ chờ mà xem, chờ lũ gia ta đây không dễ để cho người bắt nạt đâu. Phượng Minh Hiền, cung ngân tiền bối xin hỏi cái yêu cầu gì không? Ta có chút linh thảo muốn bán đi, còn muốn mua một ít bảo vật hộ thân. Tiền bối mời đi bên này. Tiền bối, đây là giám định sư của linh thảo của Phượng Minh Hiền. Ngài có thể bán linh dược thì ta ở ngoài đợi. 10 gốc bách hoa thảo. 20 năm, mỗi một gốc 100 linh thạch, tổng cộng là 2000 linh thạch. Đây, tình là thay đổi, ngươi có thể ra ngoài đổi tiền. Còn có cái này nữa. Hả? Kim Nghị Thảo, ít nhất cũng 50 năm rồi. 1800 linh thạch một gốc. Có lẽ đủ rồi, đa tạ. Do tiền bối nhanh như vậy, muốn mua linh bảo gì ta có thể giới thiệu cho ngài. Ta cần linh bảo phòng ngự tốt nhất trong cảnh giới linh lực. Tốt nhất. Tiền bối, quyền hạ của ta là không thể đưa ngài đi rồi. Bảo vật tốt tự nhiên sẽ đắt tiền. Cái này. Tiểu nhân quả thực là có mắt không thấy núi thái sơn. Khách quý như tiền bối tự nhiên sẽ có tổng quản phụ trách tiếp đãi. Tiền bối gì để ta một lát. Đã để tiền bối đợi lâu rồi, mong tiền bối thứ lỗi. Không sao, chỉ cần bảo vật có thể làm ta hài lòng là được. Tiền bối yên tâm, Phượng Hiên Minh ta trân bảo vô số, nhất định sẽ làm tiền bối hài lòng. Xin tiền bối mời bên này. Lầu sáu Phượng Minh Hiền. Cút đi lấy đi. Ta muốn bảo vật phòng ngự tốt nhất, giá cả thì không thành vấn đề. Xin tiền bối yên tâm. Mời xem bảo vật. Đây là tiêm kỳ nguyện giáp, dùng tơ kim làm tốt nhất luyện chế mà thành, cực kỳ dẻo dai. Chứ dù là công kích phi kiếm của cảnh giới linh sư cũng có thể chống đỡ được mấy lần. Giá 3000 linh thạch. Ta lấy, còn cái khác không? Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn đúng mai. Dân, đây là một bùa chú đỉnh cấp của Phượng Minh tộc. Bùa chú chạy nhanh, mỗi cái có giá là 2000 linh thạch, tổng cộng có 5 lá. 2000 linh thạch cơ à? Tiền bối, đây đều là do phương pháp luyện chế đặc biệt của Phượng Minh tộc chúng ta làm nên. Một khi cho thị triển, cho dù là linh sư cũng không đuổi kịp. Ta lấy trước 2 lá đi, xem bảo vật khác rồi quyết định sau. Bảo vật tiếp sau đây giá cả vô cùng đắt đỏ, tiền bối nghĩ rõ ràng rồi hãy quyết định. Huyết đồng trận, sử dụng tinh huyết và linh lực thúc đẩy khởi động trận pháp, có thể đạt được công dụng của truyền tống trận pháp. Ồ, một khi phát động thì huyết đồng trận này sẽ tiêu hao một lượng lớn tinh huyết và linh lực, trong thời gian ngắn sẽ trở nên vô cùng hư nhược, không tới bước đường cùng, dù sao cũng không nên sử dụng. Bảo vật này ta muốn. Huyết đồng trận này giá là 5 vạn miếng linh thạch.
Linh thạch trên người ta không đủ rồi. Không biết có thể dùng bảo vật để bù vào linh thạch hay không. Cái này có thể, nhưng mà ta phải để tiền bối của hiên nội định giá. Cái này thế nào? Cái này đây, tiền bối xin đợi một chút, ta sẽ đi chút rồi quay lại. Tổng quân sự của Phụng Minh Hiền, Phụng Giao Nguyệt, thiếu tộc trưởng, vào đi. Vừa nãy có một vị tu sĩ muốn mua huyết đồng trận, nhưng hắn không có đủ linh thạch, muốn dùng gốc linh thảo này để bù vào. Tử Kim Thảo. Đây vậy mà là Tử Kim Thảo hơn 50 năm. Hắn ta đang ở đâu? Đang ở lầu dưới. Các hạ, gốc Tử Kim Thảo này là của các hạ sao? Đúng vậy, gốc Tử Kim Thảo này ta muốn. Nếu như các hạ vẫn còn, huyết đồng trận này ta tặng cho người. Tiểu tộc trưởng, linh thảo này ta nguyện ý ra giá 50 vạn miếng linh thạch thu mua Tử Kim Thảo. Ôi, 50 vạn. Thật là có lỗi. Đây là do ta ngụy muốn có được, chỉ có một gốc. Xem ra linh thảo các này dường như tác dụng rất lớn đối với cô. Không sai, Tử Kim Thảo này có tác dụng đặc biệt đối với ta, nhưng có lẽ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của các hạ. Lối bảo vật này có thể có được một gốc cũng coi như là cực kỳ tốt rồi. Gói huyết đồng trận lại cho các hạ, lại đưa thêm cho các hạ này một số bảo vật tốt nhất. Vâng, tiền bối xin mời đi bên này. Mấy ngày sau, Cổ Vân sư đệ dậy chưa? Hôm nay là ngày đến tộc Phụng Minh, thành sự một chúng ta phải hành động rồi. Ồ, đa tạ sư huynh. Người theo bọn ta, không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì cũng đừng làm, có hiểu chưa? Trước giờ người chưa từng đi tất cả chuyện thì người không được tự ý hành động, nếu không ta không quan tâm nổi sống chết của người đâu. Được rồi, đi thôi. Đồ nhà quê. Người vừa sinh ra thì đã ngậm thì bạc như hắn ta, mà còn đi thu thập linh dược. Không phải muốn bao nhiêu linh dược phách đan là có bấy nhiêu sao? Ngươi tưởng thường tiêu giàu đến đã thu thập linh thảo thật sao? Hắn là vị Phụng Giao Nguyệt. Nói ra thì cũng kỳ lạ, lỗ sư huynh, Phụng Giao Nguyệt là tiêu tộc trưởng của gia tộc Phụng Minh, muốn có linh phách đan đâu có khó, sao còn phải đi thu thập linh dược làm cái gì? Người của huyết mạch gia tộc Phụng Minh tu luyện khá là đặc biệt, truyền nhân của gia tộc đi rèn luyện có được cơ hội thăng cấp linh sư. Còn cái đám người chúng ta chỉ thơm vào là gia tộc Phụng Minh muốn lôi kéo điều kiện của các môn phái chúng ta. Hai, nhìn ngươi mà xem, Thanh Sơn môn của chúng ta là những môn phái khác không cùng đẳng cấp, căn bản là người trong tiêu giao không cần phải tu tập linh thảo, đến chỉ tổ gây tôm phiền, đúng là nhàn rỗi. Nhìn mà gai mắt. Đệ tử đi thu thập linh dược của ngũ đại môn phái đưa lệnh bài ra, lần lượt xếp hàng. Sau khi tiến vào nhà Phụng Minh, không được ồn ào, không được tì tầm với nhau, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Bắt đầu đi. Phụng Minh Các. Ồ, hoành tráng quá. Các vị sẽ bước lên trận pháp vận chuyển, đến một nơi không tên cô đảo tiêu thụ thập linh dược. Phần lớn thì người trong số các người không phải là đầu tiên đến, nhưng ta phần vân nhắc nhở các người một câu, tò mò sẽ không mang đến lợi ích gì cho các người. Khởi động trận pháp. Giao trận. Giao Nguyệt, lần này là cơ hội cuối cùng của con, phải nắm thật chặt lấy nó. Cô yên tâm, lần này con sẽ dốc hết sức.
Tìm thấy rồi, tìm thấy một ngọn thủy linh thảo. Ta cũng thấy một ngọn thủy linh thảo này. Ồ, nơi đó khách quen rồi. Quá đẹp. Cái hố nằm giữa đảo này chỉ có một con sông chảy ra biển thôi. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi, ngươi phải gấp rút lên. Theo không kịp chỉ có con đường chết thôi. Ồ, wow. Giáo nguyệt sư muội, trên đảo tiêu rất nhiều nguy hiểm, tiêu vào mình và tộc phụng mình. Chúng ta hợp tác thế nào? Gia tộc phụng mình bọn ta, còn chuyện khác cáo từ. Quân ta là thiếu tộc trưởng, đi nhanh thôi. Đi thôi. Không đi thì thôi. Nhổ neo. Giờ sư huynh đủ người rồi. Không biết trừ tiêu giao này tới để thu thập linh dược hay là để hưởng thụ nữa. Nếu chúng ta tìm cơ hội giết trường tiêu giao, chắc chắn không ai biết đâu. Tuy đều là tự tử của thành dược sơn môn, nhưng chẳng có giao tình gì với họ cả. Sư đệ đừng có nói linh tinh. Những người này mà ra tay tàn độc với mình e là khó mà tránh được. Giết người gốc của là đại kỵ, không được nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta không được khinh địch, càng không thể đi riêng lẻ. Mười người chúng ta cùng đi linh thảo thu thập được, cùng chia nhau. Ta nói xong rồi, ai tán thành ai phản đối. Lỗ sư huynh nói rất phải. Nếu ai không đồng ý thì tự mình đi thu thập đi. Tụi mày đợi đó cho tao.